Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan. Hôm nay buổi sáng ngày 5 tháng 12 năm 2018, ngày mới cho em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc tất cả mọi người có một buổi sáng an lành, một ngày làm việc mới thật là hiệu quả, gặp thật nhiều may mắn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại để liên lạc với nhà vườn chúng em là số điện thoại 0968 268 175 và số điện thoại 0949 26 1918. Thì hôm nay em sẽ bán một vài chậu địa lan Trần Mộng đang nụ và đang hoa để giao lưu với mọi người chơi, để chơi Tết, vừa chơi Tết dương lịch vừa chơi Tết âm lịch luôn. Bởi vì loại Trần Mộng này nó nở hoa rất là lâu, hoa của nó phải được khoảng 2 tháng đến 3 tháng đó, sau đấy thì mọi người có thể ngắt hoa và dưỡng cây bình thường, hoặc là có thể sau khi khách hàng chơi xong có thể gửi lại ngược lại Cao Bằng để em nuôi và em chăm sóc lại cho. Thì một chậu như thế này, như hôm nay lúc nãy em đếm sơ qua được 18 vòi rồi, 18 vòi hoa. Chậu địa Trần Mộng này có 18 vòi hoa. Thì em chưa đếm kỹ, khả năng là nó vẫn còn ra nữa. Bởi vì là nó còn có những nụ thì ngắn, nụ thì dài, nụ thì mới ra và nụ thì ra dài như mọi người đã thấy ở trên video rồi. Cái chậu này thì em để ở đất nên là cái lá của nó hơi bẩn một tí đây. Và giá của chậu này thì em bán giá chậu này là 3,8 triệu, em sẽ bao cước toàn phía Bắc. 3,8 triệu cho chậu một địa chậu địa lan Trần Mộng có 20 vòi hoa nhé. À, em sẽ nói có 18 vòi hoa và có những vòi hoa chưa ra và em chưa đếm được ở phía trong kia. Đây, ở bên dưới này còn có rất là nhiều ngồng hoa đây. Đó, ở trong này có những ngồng nó ra dài rồi. Và có những ngồng đang ngắn như thế này thì nó ở trong những cái lá thì em sẽ không nhìn thấy hết được. Đó, thì trên dưới 20 vòi hoa. Chậu này em vừa báo giá xong rồi ạ. Và ngoài ra em có những chậu nó giá nó vừa hơn. Ví dụ như là 2,5 triệu. Ví dụ như là 2 triệu. Đấy. Chậu 2,5 triệu thì nó sẽ có tầm khoảng 15 vòi hoa đổ lại. 14-15 vòi hoa đổ lại. Còn chậu 2 triệu nó sẽ có dưới 10 vòi hoa. Đấy. Đây là địa lan Trần Mộng nhà em nhé. Đấy, những chậu địa lan này có thể chơi được, em nói lại nhé, có thể chơi được 2 đến 3 tháng trong Tết. Và sau khi chơi xong thì cô chú anh chị các bạn hãy gửi lại Cao Bằng để em chăm cho. Đấy, như chậu này, đang có vài hoa ở trong đấy ạ. 1, 2, 3, bên kia một cái cần cao, 4, 5, có 5 cái, 6 cái, đấy. 7 cái, như chậu này có 7 vài hoa này. Đó. Đấy. Những chậu như thế này thì em bán dưới 2 triệu. Một chậu hoa. Và tiếp theo thì ở phần phía trong kia là hàng kg mà các bạn đã sắp sẵn ra rồi. Em xin phép được vào ghi hình hàng một số mặt hàng kg của phiên buổi ngày hôm nay. Một ít cẩm báo mới về. Giá em bán là 350 một cân. 350 một kg. Cẩm báo này hiện tại bây giờ đang có nụ. Và cây cũng vừa phải. Lô hôm nay không có cây to. Đấy, đang có nụ đây. Cây cũng vừa phải. 1 kg được rất là nhiều. Và loại này thì trồng liên cực kỳ nhanh luôn. Trấn Hưng cẩm báo có rất ít hàng nhé. Đây, em bán 350 một cân. Giáng hương cẩm báo. Tiếp theo ở đây có một cái khóm đùi gà nguyên bản. Khóm đùi gà nguyên bản này gồm có 1, 2, 3, 4, 5 thân ạ. 5 thân. 5 thân và có một thân nó bị dân nó khai thác về, nó bị dập như thế này. À không phải, bị gãy à. Bị gãy như này. Đấy, thì có 5 thân tơ đây. Và rất là nhiều cái thân già để hỗ trợ thân tơ nó phát triển. Cái khóm này thì em chỉ bán rất là rẻ đấy. Em chỉ bán 300.000 khóm này đấy. Không, em bán 280.000 ạ. 280.000 cho cây này. Ở phía bên này là ít một ít cáo cây. Cáo cây là cáo bản lá nó dày khít và hoa nó sai. Cáo cây thì em bán giá là 250.000 một cân. Đây. 250k một kg dáng hương đuôi cáo này nhé. Có vài cân đấy ạ. Cũng rất là ít hàng. Rất là ít hàng. Phía trong này là những mặt hàng mà chúng em sẽ giao lưu với mọi người sau đây. Thanh lạm sữa em bán giá 80.000 một kg này. Đổ cái này đây ra để em. Không cái gì bán nó hết nốt đi để em đi. Cái này con bán được đâu? Anh ạ. Cái này em mang đi. Đây là thanh lạm sữa nhé. Cây rất là đẹp. Rất là xanh mướt luôn. Đó. Tiếp theo ở phía ngoài này là đùi gà dẹp.
Vì gà dẹt hôm nay em về được 25 kg. Vì gà dẹt thì lô hôm nay thì lại đẹp hơn những lô khác. Đấy, thân tơ nhiều hơn ạ. Thân tơ nhiều hơn. Đây, thân tơ nhiều hơn. Đó, đùi gà dẹt em bán giá 150.000 một kg nhé. Đấy, gà dẹt này rất là dễ trồng, dễ sống, và loại này thì chắc chắn rằng là nó sẽ nở hoa vào xuân, vào tháng 2. Bên này em có một ít hoàng thảo, hoàng phi hạc. Hoàng thảo phi hạc, hoàng phi hạc đây lô hôm nay đã rụng hết lá đây. Nó toàn những cọng khô không như thế này đây. Đấy, em có hai lô nhé. Hoàng thảo, hoàng phi hạc em bán giá 180.000 một kg. 180.000 một cân. Đấy, cái này thì nó mua thì rất là lợi về kg luôn này. Đây vẫn là cáo cây nhé. Đó, vẫn là cáo cây đây. Đây vẫn là cáo cây đấy ạ. Bông hoa của nó rất là dài. Đấy. 250.000 một cân nhé. Đấy. Trong này là ngọc thạch 3 màu. 180.000 một kg. 180.000 một cân ạ. Đây là hoàng phi hạc mới về khi nãy. Từ từ đấy. Hoàng phi hạc mới về khi nãy đây. Giá 180.000. Chỗ trồn này em bán thanh lý luôn này. Trồn thanh lý này. Chỗ trồn thanh lý này em bán tổng bộ chỗ này 350k nhé. Tổng bộ chỗ này em bán 350k. Đấy, rất là nhiều nhé. 350k chỗ này. Thanh lý nốt này. Tổng bộ chỗ Điện Biên Đông này. Tổng bộ chỗ Điện Biên Đông này nhé. Tổng bộ chỗ Điện Biên Đông này em sẽ bán chỗ này là 300.000. Đây mọi người xem đây nhé, rất nhiều nhé. Đây ạ. Đây, tổng bộ chỗ Điện Biên Đông này 300.000 nhé. Cả cái hạc vĩ lai em cho vào chỗ Điện Biên Đông luôn này. Tổng bộ chỗ Trung Mành này 300.000 nhé. Hai bó rất to này. 300.000 cho hai bó này. Ok. Rồi trên này là Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên hôm nay em có hai loại. Đây, loại vừa về đây. Loại vừa về này thì giá em bán là 200.000 một cân. 200.000 một kg. Đây, đây là loại vừa về. 200k một kg loại mới về này. Còn loại này là loại thanh lý. Hàng thanh lý bên này thì giá em bán rẻ hơn rất nhiều nhé. Em bán 160.000 một cân. Đây, hàng thanh lý Sơn Thủy Tiên thanh lý nhé. 160.000 một kg ạ. Đấy. Về độ cây thì còn rất là đẹp. Đấy, tuy nhiên là hàng nó hơi vụn một tí. Nhất điểm hoàng 100.000 một cân. Nhưng hoàng hôm nay em về được vài cân đây. 100.000 một kg. Trong này là ý thảo 3 màu. Ý thảo 3 màu em bán giá 180.000 một cân nhé. Đó. Cây rất là khô. Nên là mọi người thoải mái được cực kỳ lợi về kg luôn nhé. Đó. Đây. Hoàng thảo kim điệp. Giá 200.000 một kg ạ. Riêng hoàng thảo kim điệp lại rất là đẹp. Hoàng thảo kim điệp này lại rất là đẹp. Lô kim điệp hôm nay em chưa cởi dây ra hết này. 200.000 một cân ạ. Loại này nở hoa vào Tết nhé. Hoàng thảo kim điệp. Đây là vẩy rồng. Em bán giá 100.000 một kg nhé. Đấy. Bây giờ mới bán 100.000 một cân. Hôm nay em có vài cân đây. Có cái bé này như thế này. Đấy. 100.000 một kg ạ. Vài cân. Đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Lấy cho anh Nguyễn cái kéo em ơi. Đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Giá em bán là 220.000 một cân nhé. Cắt cho anh mấy cái dây. Đó, hàng rất là đẹp luôn nhé. Để bạn cắt xong thì mọi người xem nhé. 220.000 ạ. Rồi, ok. Đây. Cây rất là khô đẹp luôn này. Hàng rất là khô đẹp luôn này. Đó. Đây mọi người xem nhé. 220.000 một cân ạ.
Đây là 3 cân phi điệp vàng. Giá em bán là 150.000 một kg. 3 cân phi điệp vàng. Trong này còn có những cái dề hoàng thảo thập hoa, có một dề cực kỳ to này. Nếu bác nào lấy dề này thì em sẽ bán giá cho cũng khá là hữu nghị thôi. Thập hoa đây hôm nay rất là đẹp đây. Thập hoa. Em chỉ bán giá là 130.000 thôi nhé. Hoàng thảo thập hoa nhé. 130.000 một kg. Đây. Mọi người xem hàng rất đẹp luôn này. Đó. Đó. 130.000 một cân ạ. Hoàng thảo thập hoa. Trên này vẫn là hoàng thảo thập hoa nhé. Hôm nay về 50 cân hoàng thảo thập hoa cơ. Trong này hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc em bán giá 200.000 một kg ạ. 200.000 một cân. Ý ngọc hôm nay em về được 4 cân. Đó. Đây là những cái chậu trầm tím nhé. Trầm tím là trầm đã trồng sẵn rồi. Đấy, mà khi mà cô chú anh chị mua về chỉ cần biết thay chậu là ok. Những cái chậu trầm này em xin phép được bán giá là 120.000 một cái. Và đảm bảo năm nay cho hoa. Mỗi chậu có tối thiểu là 1 đến 2 mầm nhé. Đây như này. 120.000 một cái chậu con này. Tiếp theo ở đây Vanda Hương Chanh. Vanda Hương Chanh là hôm nay các bạn bó rất là to này. Mọi người xem này. Đấy, rất là to, một bó này. Hai bó này. Ba bó này. Bốn bó này, năm bó tất cả. Giá em bán 100.000 một bó ạ. Đấy. 100k một bó Vanda Hương Chanh. Và ở phía ngoài này là cái hàng mà hôm nay em rất là ưng. Đó là kiều vàng. Kiều à, em xin lỗi, đây là kiều vuông thân dài. Nó hơi hơi giống kiều vàng, vừa các bạn xếp ở trên nhìn giống kiều vàng quá. Đây này. Đấy. Cái bó này là bó của hàng cũ của người ta. Cái này lẫn cả kiều vàng đây. Đó. Kiều vàng để phiên phía trên. Đây các bạn bó lẫn cả kiều vàng rồi. Đây, đây là kiều vàng. Đây là kiều vuông. Kiều vuông mỡ gà thân dài. Kiều vuông lô hôm nay em xin phép vẫn bán giá như mọi hôm là 230.000 một kg. Hàng rất là đẹp đây. Loại này thì chưa bao giờ em gặp bị nhập phải hàng xấu nhé. Hàng rất đẹp luôn. Đấy. Lô kiều vuông mỡ gà này 230.000 một cân ạ. Đây là kiều vàng nhé. Kiều vàng thì nó cái lá của nó với cái mã của nó thì nó nhanh xuống hơn hàng kiều vuông thân dài kia. Đấy, bởi vì là tại sao kiều này thì khi mà khai thác về để một hai hôm cái lá của nó sẽ vàng ngay, xuống lá ngay, còn gọi là kiều vàng đấy. Thứ nhất là lá, thứ hai là cây của nó cũng sẽ nó sẽ mất nước, nó cũng sẽ khô, và các loại lan rừng hầu như đều thế hết rồi. Đấy. Tuy nhiên rằng là cái này thì khi mà trồng lên lại rất là nhanh hồi. Vì cái này nó nhanh vàng lá, nó nhanh mất nước. Tại sao cái lá của nó mỏng hơn cái kiều vuông mỡ gà thân dài kia với lại kiều hồng, kiều tím. Thì lá của nó mỏng hơn nên là nó nhanh xuống lá hơn. Loại này em bán giá 170.000 một cân. Đấy. Hàng này thì quanh năm ngày tháng hàng nó chất lượng hàng nó cũng được như thế này thôi. Đấy, kiều vàng ạ, tất cả các shop đều như thế này. Đấy, giá 170.000 một kg đấy ạ. Ở đây em có mấy cây đuôi cáo lá xếp rất đẹp này. Đấy, em có mấy cây đuôi cáo lá xếp rất đẹp. Một cây này. Hai cây này. Em sẽ phân ra thành bó bán cho nó rẻ nhé. Ba cây này. Và ở đây chỗ này có bốn cây. Bốn cây đây. Bốn cây. Năm cây. Năm cây này. Năm cây này em bán 450.000 nhé. Đây. 5 cây này bán 450.000. 5 cây này. Đó. Tiếp theo phía bên này. Này có 4 cây nhưng cây nó to hơn. Cây này to hơn và cây này rất đẹp này. Đó. Cây này cực đẹp luôn nhé. Cây này lá cực đẹp luôn này. 3-4 cây này. 4 cây này thì giá đắt hơn rất nhiều ạ. Bởi vì cây này thì có một cái cây to này thì giá nó đã khác rồi. 4 cây này thì em bán giá là 1 triệu. Bởi vì cây này bán riêng cây này không đã được 500.000 rồi. Đấy, 500-600.000 rồi. Đấy, cây này cây bản lá rất là to đẹp, dày khít luôn này. Đấy. Đấy, mọi người xem nhé. Cái lá ngọn của nó bị trẻ rồi. Đấy, dân khai thác. 4 cây này em lại bán 1 triệu. Mọi người hiểu giá trị của 4 cây cáo này thì
Điện thoại giao dịch nhé. Ở đây em có 3 khúc. 3 khúc, khúc này bị táp mất rồi này. Tuy nhiên là chẳng sao cả đâu nhé. Đấy. Và một cây. Khúc cuối cùng. Cái này khả năng là đuôi cáo này, cáo này cáo cây phân nhánh thế này. 3 cây này em bán 1 triệu nhé. Có 2 khúc nguyên bản và một khúc gần như nguyên bản. 3 cây này bán 1 triệu luôn này. Cái này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá. Cái này có 7 cặp lá, 6 cặp lá đây. Cuối cùng cái trong này có 5 cặp lá. Đấy. 3 cây này em cũng bán 1 triệu. Cuối cùng ở đây bạch bạch nhạn hay cái gì đây? Bạch nhạn thanh lý nhá, cây to cây bé, cây gãy dập. Cây dập ngọn nữa nhá. Cây to này, cây bé này, cây dập ngọn và như thế này này. Đấy. Mọi người nhận cái hàng này thì đừng 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 đừng, đừng chê hàng nhé, bảo vệ em hàng em thanh lý xả hàng. Bạch nhạn xả hàng em bán giá chỗ này em bán 70.000 một cân nhé. Bạch nhạn xả hàng. Em bán 70k 1 kg thôi. Tuy nhiên còn có nhiều cây rất đẹp như này. Đấy. Em bán 70.000 một cân nhé. Chỗ này có tổng khoảng 4 5 cân rồi đấy. Cuối cùng ở ngoài này có một combo. Combo là tổng hợp của nhiều loại lan gồm nhất điểm hoàng này, thanh đạm này, kim điệp này, hoàng lạp này, kiều vàng này, xuân thủy tiên này, đùi gà, đùi cáo, mạc xuân và thập hoa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 loại. Và combo này em bán rất là rẻ cho mọi người, combo này em chỉ bán 500.000 thôi. Đấy 500k một combo này. Ok, phiên buổi sáng hôm nay thì em đã cập nhật xong toàn bộ những cái mặt hàng mà chúng em muốn trao đổi, giao lưu với toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúng em chẳng biết nói gì hơn. Xin kính chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn những ngày tháng cuối năm này. Chúc tất cả mọi người sức khỏe, bình an và gặt hái nhiều thành công. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.